Theo các chư vị nói là hơn phân nửa nước Việt, tất cả tăng ni hơn phân nửa đã quy thiên tâm rồi, họ đã thêm cặp cánh rồi, cọp thêm cánh rồi phải không? Nhưng mà chỉ sợ mắc cỡ á, cho nên cái cánh nó còn xếp vô. Tại vì đã biết Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Thế Chí, thì bây giờ biết thêm Thượng Đế và Phật Mẫu là vị tối cao có quyền hành phân xử nhân loại mình, là cha mình, mẹ mình, cha trời mẹ đất, thì họ thêm cặp cánh thì rất là nhiều, nhưng mà còn mắc cỡ. Từ từ, còn bên công giáo, những con chiên gọi là ngoan của Chúa đó, đã biết à, hôm nay Chúa Giê-xu tái lâm, Chúa cho mình lên lớp mừng quá, mình vẫn là thờ Thượng Đế, nhưng mà mình là được học Phật. Tại vì xưa nay mình biết là cái thần hồn chuyển thế, mình biết là có nghiệp quả, mình biết là có ma, có vong hồn. Kinh Tân Ước, Trật Cửu Ước không có nói. Thì hôm nay có thiên tâm rất là mừng. Thì những đứa con chiên của Chúa cũng đi theo thiên tâm cũng phân nửa. Thì đó là gần 50 triệu, nếu mà nói về số lượng, âm thầm hay không thầm. Nhưng cái quan trọng, cách đây 2-3 tuần, các chư Phật, các chư vị ở trên trời mới kêu á, là con cháu của họ Thiên đông rồi, con ra một cái chứng chỉ, cái bằng gọi là cái certificate của thiên tâm, để trên tường, để bắt đầu hàng ngũ, sắp sửa có một cái trận gọi là chết đó nghe, cực kỳ đông, số lượng người đông chết. Bây giờ mình chưa lắm thiết, nãy mình chỉ mới vô là ăn xà lách thôi, còn Mendis chưa có đụng gì tới. Mendis sắp sửa xảy ra là món ăn chính là không biết là bao nhiêu triệu người chết nữa. Thì sẽ thanh lọc. Bữa nay theo Mohammed phải không, là họ cũng có cái bằng nghe. Bên này con ma, con ma, con quỷ, con quỷ, con thần, con thần, con thánh, con thánh, con tiên, con tiên, con của Thượng Đế là thiên tâm, phải có cái bằng treo trên tường, để mà lỡ như mình có cái bình thường mình không có chết á, mình cũng được các chi vị chiếu cố. Còn nếu mình lỡ có chết đi nữa đó, người qua bên kia mình cũng có cái hàng gọi là hàng ưu tiên, gọi là fast lane đó, mình đi. Cho nên tại sao mấy chi vị cho ra cái bằng đó, chứ không phải là do Ngô Tuấn Kiệt này mà tự động mà làm cái bằng đó đâu nghe. Mình không có là tự động làm, đó là có lệnh đàng hoàng đó, lệnh bề trên đó. Ở trên trời, cung trời Đâu Xuất Thiên, Phật Di Lạc là tầng thứ tư. Xuống đây á, hồi lúc trước mình cũng không biết là mình giáo chủ đời thứ hai nữa, mình chỉ là người truyền tin. Nhưng mà khi mang lệnh sư phụ Phật Di Lạc, Phật Di Lạc là người thiện hay là người đệ tử truyền thừa Phật Di Lạc, hay là đời Phật Di Lạc, hay là Phật Di Lạc xuất hiện trong tương lai, mình là bốn con bài úp, mình không có giải thích được. Lệnh của trên á chỉ kêu làm sao làm cho đúng, để sau này khi mà nguyên một cái bức tranh mà phu sồn nó đang gấp từ gốc á, thì gấp đúng lại á, thì nó sẽ đúng là thời thứ hai. Cái thiên tâm nó có trên trời hàng nghìn năm, xuống thế gian này từ năm 1979 và được Thượng Đế công bố cho tất cả các tầng trời để mà gia hộ cái dấu này. Thì sau này khi mà nước Việt thay đổi biến chất, những người nào không có mà gọi là loại mà không có đúng sàng lọc, mà sàng lọc trong những người nắm cột trụ trong tương lai nước Việt cũng tính theo cái bằng này, vì cái đầu của họ ngay lúc này bự, thì sau đó những người đó sẽ bị loại khỏi sổ, có thể mất mạng, mất tài sản đó. Thì mình chỉ biết như vậy. Cho nên nó thanh lọc đủ kiểu hết, thanh lọc về tài chánh, thanh lọc về chức quyền, thanh lọc về thần hồn là do các bạn. Chứ sau này rồi chuyện đâu vào đó, Đức Thầy xuất hiện, cái bàn cờ á là mấy cái puzzle nó ghép lại từ miếng khi thành hình rồi đó. Đừng có nói là trời Phật không có từ bi, không có nhắc nhở nha. Những cái thằng ngoan cố á còn đứng ngó bề ngoài cười he he, mày ảo hả,
mày ảo mới đúng, tao không có ảo đâu, tao thiệt đó. Mà nó cứ nói chuyện ảo, mà mình nói mày ảo, mình thương nó, sau này á đừng có hối hận. Thì trong kinh Đức Thầy nói rằng đóng cao đồ thấp đồ, đập đầu vô đá tự tử, phải không? Ừ. Thầy nói cũng có, hôm nay chuyện nó cũng có. Bây giờ muốn là ngày 25 tháng 4 để mình có chuẩn bị, 26 tháng 4, 27 tháng 4, 28 tháng 4, thậm chí là 29 tới 30 tháng 4 năm 1975, trên tổng nóc của cái tòa lãnh sự Mỹ á, chục thằng nó đưa đi vượt biên. Hay là muốn để ngày 1 tháng 5 để mà đi tập trung đi đi lột lịch vậy? Nó có tính theo ngày, nghe cái bằng này cũng tính theo ngày đó. Cái con người, cái ngẻ đó, sau khi mà mọi chuyện ngã ngủ sẽ không còn khó cứu lắm á. Chuyện nó xong rồi cứu gì nổi. Ừ, nó có nè, đừng có nói là khi mà Minh Dương xuất hiện, Minh Dương sẽ tính theo cái ngày ai theo thiên tâm. Còn sau này á là giả, tức là sau này chạy theo danh, chạy theo lợi, đúng không? Bây giờ á, mình thương ông Trump, Trump mình mới bầu ông Trump, ổng lên tổng thống, để là ổng làm tổng thống rồi mới ôm chân ổng, hung ổng, nghĩ ổng có thương không? Thì con người nó cũng vậy đó. Mình nuôi đứa con từ nhỏ tới lớn, mình chung thủy với một người chồng lúc còn hàng vi, chứ mình để tới lúc mà chồng mình nó còn đi học thì mình đi ngoại tình, mình chửi nó, đến lúc nó làm tỷ phú á, mình chạy theo nó à. Cái thiên tâm nó cũng vậy đó con. Ừ, đừng có nói là hôm nay mình không nói rõ nha. Tính ngay tức khác. Thì trên bề trên đang tính mà. Mình nói thí dụ, chị đang có sân trước sân sau Việt Nam. Thí dụ như bà Trương Mỹ Lan, cái đầu bả trước khi bị bắt ở bên kia đó, mấy ngày nay á, bả mà tin thiên tâm, bả theo đạo thiên tâm, thì có thể thay đổi lớn lắm á, không có ảnh hưởng tới tánh mạng, chư thần sẽ gia hộ cho bả. Tại vì 3 năm nay chuyện đã nói rõ rồi. Hiện bây giờ là trời Phật chư thánh thần đang tính từ người. Tại vì họ vô minh, họ ngu, đại ngu, cực kỳ ngu, cho nên họ không có hiểu. Họ coi trời Phật không ra gì, coi thánh thần không ra gì, coi kiệt chẳng có ra gì luôn, thì họ mới lâm vào những cái cảnh bi đát đó. Và sẽ có nhiều nữa những người đó, đó gọi là những đứa vô nghị, phải không? Trong kinh nói là những đứa vô nghị, minh vương trị thế, quốc thái bình an. Cái nước Việt là hiện bây giờ á, trị chúng thế giới bình an, trị chúng trị thế giới gì á, thì đại khái là cái nước Việt bây giờ Phật thánh tiên đầy hết, không có thiếu gì nào hết. Nói chuyện 3 năm rồi mà họ cũng vẫn chưa tin, mà nói đâu chúng đó thì có nghĩa là gì? Nghĩa là trời Phật và lòng từ bi của chuyện bao la không?